Thưa quý vị, liên quan tới vụ án rúng động vào đầu năm 2022 về việc bố chờ con gái tan học đã ra tay đoạt mạng dân quân tự vệ khi bị nhắc nhở. Mới đây, phiên tòa xét xử bị can đã diễn ra. Tại phiên tòa, bị cáo Lương Quốc Tuấn đã khai nhận và cho biết rất ân hận trước hành động của mình. Xin phiên tòa khoan hồng. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, tòa tuyên phạt Tuấn án trung thân với tội trạng của mình gây ra. Theo đó, vào chiều ngày 4 tháng 4 năm 2022, Lương Quốc Tuấn, sinh năm 1972, ngụ ở quận Gò Vấp, đến đón con gái đi học về. Khi đến nơi, vì tới sớm hơn giờ tan học, Tuấn dừng xe dưới bóng đường, trước trụ sở ban điều hành khu phố 9 đợi con. Lúc này, anh NTH là dân quân tự vệ, được Ủy ban Nhân dân phường 8 quận Gò Vấp phân công làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực này do trời mưa nên khi thấy tuấn đứng dưới lòng đường anh hát yêu cầu tuấn nhanh chóng di chuyển để tránh kẹt xe lúc này giữa hai người xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn nên anh hát tiếp tục làm nhiệm vụ theo lời khai của Tuấn trước phiên tòa, khi quay xe đi về hướng đường Nguyễn Văn Khối thì nghe tiếng nạn nhân mắng chửi, Tuấn dừng xe, lấy từ trong cốc một con dao bấm, đi bộ đến chỗ anh hát rồi bất ngờ tác động từ phía sau nhiều nhát. Người dân xung quanh chứng kiến sự việc truy hô nhưng thấy Tuấn dùng dao không ai dám vào can ngăn, sau đó Tuấn bỏ lại xe tẩu thoát về nhà, còn anh Huy tử vong trên đường đi cấp cứu do chấn thương nặng. Đến tối cùng ngày, Tuấn đến công an quận Gò Vấp để đầu thú. Ngày 13 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sát hại dân quân tự vệ xảy ra trước cổng trường trung học cơ sở Phạm Văn Triều ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Tuấn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân và có tính chất côn đồ cần xử lý nghiêm. Khi hội đồng xét xử hỏi có suy nghĩ gì về hành động của mình, Tuấn nói trong những ngày tạm giam đã rất đau lòng vì những gì gây ra. Bị can ân hận nói, chỉ một phút nóng giận, bị cáo đã gây đau thương cho gia đình nạn nhân cũng như người thân của mình. Bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người chỉ bằng tuổi con mình sau cùng bị cáo xin tòa được quay xuống để nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân hội đồng xét xử cho biết phía gia đình bị hại không ai đến sự tòa bị can tuấn nghẹn giọng và mong muốn được tòa khoan hồng để sớm được chuộc lại lỗi lầm xin xã hội có cái nhìn rộng lượng với gia đình bị cáo để những người thân của bị cáo không phải chịu sự gièm pha sau khi nghị án, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm, nhưng cũng ghi nhận bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, kết thúc phiên tòa tuyên phạt Tuấn án trung thân với tội trạng của mình gây ra. Vì nóng giận mà bị can đã ra tay tước đoạt mạng của người khác khi đi đón con tan học. Hành động này có lẽ sẽ để lại một vết thương sâu sắc trong lòng đứa con nhỏ mỗi hành động lời nói của phụ huynh sẽ là tấm gương để các con học tập vì vậy mỗi bậc cha mẹ cần phải suy nghĩ và cẩn thận trước hành động và lời nói của mình trước mặt con trẻ